Hello, hôm nay mình sẽ chơi tám tôi game tổng hợp nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ chơi game cầu đố đen tối trước này. Mình sẽ dùng nhân vật là Phụng Phú Ông này. Mình sẽ phải đi mua lại táo mất. Không biết là bởi mình gọi trò khá là đẹp, trang phục này khá là đẹp các bạn. Cái gì ở đây bắt các bạn ạ? Ông ấy đi đâu rồi nhỉ? Thôi khả năng là mình sẽ chuyển với game khác thôi. Tôm bún răm.
rồi, hai ổ vừa chơi trước rồi đúng không ạ? Rồi, mình sẽ trở lại từ đầu cho các bạn xem.
Mình sẽ chuyển vào game tiếp theo. Game gì nhỉ? Hello Level nhá. Rồi mình sẽ đuổi ra quả bóng này.
Rồi, mình sẽ đi giải cứu cho cậu bé này. Rồi mình sẽ leo lên nóc nhà xuống này. Nhà biệt thự bắn to bị mất các bạn nhỉ? Bị thủng lỗ trên trần nhà. Ok. Rồi mình sẽ chuyển qua game Aglim 3 nhá. Aglim 4 sắp ra mắt các bạn ạ. Exterminate you anyway. Oh. What's happening? What? Oh.
be just like I like. Rồi mình sẽ đi tới shopping. Ở đây là một nơi mà ngày xưa người dân hay đến đây sắm đồ. Oh, mẹ ông chó đằng đâu nhỉ? Bên kia các bạn ạ. Chúng ta sẽ cố cầu lấy con cá này. Rồi bây giờ sẽ đi cho thú cưng mình ra nhé. Mình sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Thank you.
Mình sẽ chuyển vào game gì đây các bạn ạ? À đây, game cuối cùng đi rồi. Con đồ đen tối classic. Tranh thủ phá hủy hết cửa kính trong này. Clip của mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Thank you các bạn.